đi ăn buffet Tteokbokki với giá 129.000. Sau thời gian dài thì Spicebox có gì thay đổi và chất lượng ra sao? Hãy cùng mình khám phá nha. Đến đây thì bạn sẽ được ăn không giới hạn toàn bộ cái loại đồ ăn này. Có những món khai vị với đồ chiên như là gà gán, cơm cuộn, cơm nấm, chả giò vân vân. Còn mình bị dính ngay cái bánh ba chấm sữa. Ăn kèm với lẩu thì có rất là nhiều loại Tteokbokki, xúc xích, cá viên, đậu hũ chiên, thịt heo và chả cá là thứ không thể thiếu khi mà ăn cái nồi lẩu này. Bên cạnh đó còn nguyên cái lai rau 16 loại để cho bạn chọn. Điểm mới chỗ này là có quầy mì miếng phở, muốn ăn phần nào thì các bạn nhân viên sẽ làm rồi mang ra tận bàn. Mình thì nghĩ nhất là cái mì sơn giang khô kết hợp thêm với thật nhiều rong biển, rồi có thể thêm kim chi hay là tận dụng những cái trứng gà đã luộc rồi dầm vô. Thật sự là ăn dính lắm luôn nhưng mà hơi cay nha. Nếu cái phần nước lẩu không biết pha thì có thể nhờ bạn nhân viên làm giùm. Mình thì chỉ ăn loại cay vừa thôi. Khi ăn lẩu thì mọi người có thể gọi chung cái phần phô mai đang kèm. Phô mai thơm béo kết hợp với độ ngọt của bắp ăn rất là ngon. Về nước thì sẽ được uống không giới hạn Coca, Sprite và Fanta. Về giá vé thì người lớn và trẻ em đều có mức khác nhau và chưa bao gồm 10% thuế. Tính ra thì cũng chưa tới 150 mỗi người, nhưng mà được ăn không giới hạn thời gian và chất lượng và vệ sinh ở đây cũng khá là tốt, đáng để táp đứa bạn rủ đi ăn liền nha.